Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn theo dõi chương trình thông tin ngày mới của chúng tôi. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2022 có những nội dung đáng chú ý. Lễ dân hương kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, ngày 7 tháng 8 1912, ngày 7 tháng 8 2022. Tỉnh Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Nhiều quốc gia tiếp tục tăng cường tiêm vaccine ngừa COVID-19. Các địa phương tăng cường phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, ngày 7 tháng 8 1912, ngày 7 tháng 8 2022, sáng qua, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hiệp Đức tổ chức lễ dân hương tại khu di tích lịch sử khu ủy khu 5 xã Sông Trà. Khu di tích lịch sử khu ủy khu 5 xã Sông Trà là nơi Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công đã từng sinh sống và hoạt động cách mạng. Nơi đây trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng với nhiều lớp thế hệ trẻ. Các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và lãnh đạo xã Sông Trà thắp nén hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Dân hương tưởng niệm và ghi ơn đối với đồng chí Võ Chí Công, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân huyện Hiệp Đức nguyện ra sức noi gương, tiếp tục học tập và cống hiến xây dựng quê hương cùng với cả tỉnh xây dựng Quảng Nam ngày càng giàu đẹp. Sáng qua, gia đình và gia tộc của đồng chí Võ Chí Công đã về thăm nhà làm việc của đồng chí tại khu di tích khu ủy khu 5, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My. Ngôi nhà nơi đồng chí Võ Chí Công từng làm việc tọa lạc tại khu đồi nhỏ thuộc làng K25, thôn 2 xã Trà Tân. Khuôn viên khu nhà làm việc khá yên tĩnh, thoáng mát, được liên kết với hai khu nhà làm việc của các đồng chí thường vụ khu ủy và hội trường khu ủy khu 5. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Liên khu 5 bao gồm cả Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là chiến trường khốc liệt. Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh cử đồng chí Võ Chí Công bí mật trở lại khu 5, lãnh đạo cuộc đấu tranh của khu 5 trong tình hình mới. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, đồng chí Võ Chí Công được giao nhiệm vụ bí mật trở lại làm phó bí thư khu ủy, lãnh đạo phong trào cách mạng ở khu 5. Đoàn gia đình, gia tộc đồng chí Võ Chí Công rất xúc động khi được nhìn lại những kỷ vật và nhà làm việc của đồng chí Võ Chí Công đúng vào dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày tháng 8 lịch sử, cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Nam nói riêng, cả nước nói chung, tổ chức nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công như một sự tưởng nhớ, tri ân sâu sắc đến những công hiến to lớn của ông cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Võ Chí Công gắn liền với quá trình cách mạng và những sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng, những chiến công vĩ đại của đất nước. Đồng chí Võ Chí Công sinh ra trong một gia đình nhà nho giàu truyền thống yêu nước và cách mạng tại làng Khương Mỹ, xã Tam Xuân, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Được thừa hưởng dòng máu yêu nước cách mạng của gia đình, là được nuôi dưỡng trên mảnh đất quê hương có bề dày truyền thống văn hiến, kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm. Tuổi thơ của đồng chí Võ Chí Công được rèn đúc trong các phong trào đấu tranh yêu nước sục sôi chống Pháp ở Trung Kỳ lúc đó và đã sớm trở thành một thanh niên yêu nước giàu nhiệt huyết cách mạng. Trong suốt những năm hoạt động cách mạng, thời kỳ tiền khởi nghĩa, trước cách mạng tháng 8 1945, đồng chí liên tục bám dân, trực tiếp lãnh đạo các cấp bộ đảng ở địa phương, xây dựng và phát triển lực lượng quần chúng rộng khắp. Sau ngày đất nước thống nhất, đồng chí Võ Chí Công được đảng và nhà nước phân công giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách khối công nông ngư nghiệp. Đây là công việc mới mẻ, phức tạp và nặng nề, nhưng với tác phong làm việc luôn đi sâu, đi sát cơ sở, đồng chí đã xuống nhiều địa phương như là Vĩnh Phúc, Hà Nam Ninh, v.v. để tìm hiểu thực tiễn khó khăn, những vấn đề về cơ chế trói buộc nông dân. Từ đó có những kiến nghị cụ thể với Trung ương, từng bước tháo gỡ, tạo đà cho việc hình thành tư tưởng khoáng trong nông nghiệp, mở đầu cho thời kỳ đổi mới diệu kỳ của đất nước. Trên cương vị Chủ tịch Ủy ban sửa đổi hiến pháp, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, đồng chí đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thành việc sửa đổi hiến pháp năm 1980 thành hiến pháp mới, hiến pháp 1992. Hiến pháp của thời kỳ đổi mới đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên hội nhập và phát triển. Trong cuộc đời hoạt động của mình, đồng chí Võ Chí Công thấm nhuần và vận dụng năng động sáng tạo lời dạy của Bác Hồ, dĩ bất biến, ứng vạn biến, luôn rèn luyện mình và phấn đấu thực hiện đạo đức cần kiệm, luôn quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc để hành động.
Với những đóng góp của mình, năm 1992, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước trao tặng huân chương sao vàng, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác. Đồng chí Võ Chí Công, người con ưu tú của dân tộc và của quê hương Quảng Nam, là một người cộng sản kiên cường, mẫu mực, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta, suốt đời trung thành với Đảng, tận tụy với nước, với dân. Đồng chí là tấm gương sáng về tinh thần cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, giản dị, khiêm tốn, hết lòng yêu thương đồng chí, đồng bào, đóng góp nhiều công sức vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước. Ngày 8 tháng 9 năm 2011, đồng chí Võ Chí Công qua đời tại thành phố Hồ Chí Minh, không lâu sau lễ mừng thọ 100 tuổi. Đồng chí Võ Chí Công đã vĩnh viễn đi xa, nhưng nhân dân quê nhà vẫn lưu giữ mãi hình ảnh của đồng chí, một đời phấn đấu, hy sinh, đấu tranh vì độc lập tự do cho dân tộc, xây dựng nước nhà phồn vinh. Với những đóng góp to lớn từ vai trò người chỉ huy cao nhất khu Nam đến cương vị chủ tịch nước, đồng chí vẫn rất khiêm tốn cho rằng sự nghiệp cách mạng của đồng chí cũng là công lao to lớn của Đảng và nhân dân nói chung, mà trước hết là công lao của Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam đã rèn luyện đào tạo đồng chí trên con đường cách mạng. Tỉnh Quảng Nam có ngày hôm nay cũng có nhờ sự cống hiến rất lớn những cái định hướng của đồng chí Võ Chí Công. Và chính cái tình cảm sâu đậm và sâu sắc đó, người dân Quảng Nam, mỗi người dân đều xem đồng chí Võ Chí Công như là tiêu biểu cho con người xứ Quảng, mảnh đất, con người của xứ Quảng. Và là có cái tên gọi đồng chí hết sức triều mến và thân thương, đó là Bác Nam Công. Sự nghiệp cao cả của đồng chí Võ Chí Công và tấm gương đạo đức sáng ngời của đồng chí Võ Chí Công đã bồi dưỡng cái phong trào truyền thống, cái cách mạng cho Quảng Nam và cái tư tưởng, cái đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên. Đặc biệt thế hệ trẻ hôm nay của tỉnh Quảng Nam phải ra sức học tập, noi gieo tấm gương đạo đức của đồng chí Võ Chí Công để có cơ hội cống hiến nhiều hơn, xây dựng Quảng Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại. Khắc ghi và tôn vinh những cống hiến to lớn của nhà cách mạng Võ Chí Công, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đặt tên cho tuyến đường ven biển dài 72 km, nối từ phường Cẩm Thanh, Hội An đến sân bay Chu Lai, huyện Núi Thành, mang tên đường Võ Chí Công. Tuyến đường huyết mạch này đã khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng của vùng Đông Quảng Nam. Các khu công nghiệp lần lượt mọc lên, làm thay đổi diện mạo vùng cát trắng ven biển, tạo đột phá cho xứ Quảng trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nằm trên tuyến giao thông huyết mạch Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường Võ Chí Công sẽ còn tạo nên những đổi thay ngoạn mục cho xứ Quảng, góp phần xây dựng quê hương Quảng Nam ngày càng giàu đẹp như lòng Bác Nam Công hằng mong ước và kỳ vọng. Trong lòng nhân dân xứ Quảng, hình ảnh nhà cách mạng Võ Chí Công, Bác Nam Công vẫn luôn gần gũi và sáng ngời. Sáng qua, Hội đồng gia tộc Nguyễn Đắc làng Dưỡng Mông xã Quế Xuân một huyện Quế Sơn cũng đã tổ chức lễ khánh thành nhà thờ tộc và tuyên dương khen thưởng con cháu hiếu học. Với mong ước xây dựng tự đường để thờ cúng, tri ân công đức tổ tiên, lưu giữ các giá trị văn hóa dòng họ và giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau, Hội đồng gia tộc Nguyễn Đắc làng Dưỡng Mông đã kêu gọi con cháu chung sức xây dựng nhà thờ tộc và được sự đồng thuận rất cao. Sau thời gian thi công, đến nay nhà thờ tộc Nguyễn Đắc đã hoàn thành viên mãn. Công trình được xây dựng kiên cố, trang nghiêm với tổng kinh phí gần 1,6 tỷ đồng. Tiền hiền tộc Nguyễn Đắc làng Dưỡng Mông là ngày Nguyễn Đắc Thọ, người có công lớn trong công cuộc mở cõi về phương Nam của triều đại nhà Lê. Đây là một trong ba dòng họ khai khẩn đất đai, quy dân lập nên làng Dưỡng Mông. Trải qua hơn 5 thế kỷ, con cháu tộc Nguyễn Đắc luôn phát huy truyền thống vẻ vang của gia tộc, giữ mối đoàn kết gắn bó, đóng góp nhiều công sức bảo vệ và xây dựng phát triển quê hương. Đặc biệt, tộc luôn đi đầu trong xây dựng tộc văn hóa, chăm lo công tác khuyến học khuyến tài, tự nguyện hiến đất đai, vật kiến trúc xây dựng nông thôn mới. Dịp này, Hội đồng gia tộc Nguyễn Đắc làng Dưỡng Mông đã tuyên dương khen thưởng 81 cháu đạt thành tích cao trong học tập năm học 2021-2022. Thưa quý vị, hiện nay dịch bệnh COVID-19 đã và đang được kiểm soát, số người nhiễm bệnh giảm sâu. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các biến thể mới cho thấy căn bệnh này sẽ chưa sớm biến mất. Chính vì thế, nhiều nước đã tăng cường tiêm mũi tăng cường mũi 3, mũi 4 cho người dân.
Chính phủ Mỹ dự kiến sẽ triển khai chiến dịch tiêm mũi tăng cường thứ hai vaccine ngừa COVID-19 cho người dân trong tháng 9 tới, nhằm hạn chế lây lan các dòng phụ của biến thể Omicron, vốn đang là nguyên nhân làm tăng các ca nhập viện tại Mỹ. Những ai từ 5 tuổi trở lên nên tiêm nhắc lại. Nếu bạn trên 50 tuổi, bạn nên tiêm 2 mũi tăng cường như tôi đã làm. Chúng tôi có một tháng nữa để triển khai chiến dịch tiêm tăng cường vaccine COVID-19 cho mùa thu năm nay. Mục tiêu là bảo vệ người dân chống lại các biến thể phụ của Omicron. Trong bối cảnh lo ngại về khả năng bảo vệ của vaccine phòng COVID-19 suy yếu dần, không chỉ Mỹ mà nhiều quốc gia khác trên thế giới như Israel, Anh, Đức, Thụy Điển, Nhật Bản đều đang mở rộng các chương trình tiêm mũi tăng cường thứ tư hoặc rút ngắn khoảng cách giữa các mũi tiêm nhằm nỗ lực chống lại biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Lợi ích lớn nhất của mũi tăng cường là nâng cao nồng độ kháng thể chống lại virus, bao gồm cả các biến thể phụ của Omicron. Chúng tôi vẫn đang đẩy mạnh việc tiêm chủng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các vaccine hiện tại vẫn có hiệu quả cao với các biến thể Omicron và các mũi tăng cường sẽ giúp giảm thiểu các triệu chứng nghiêm trọng, nguy cơ nhập viện và tử vong. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người được tiêm chủng và tiêm mũi tăng cường có nguy cơ mắc COVID-19 thấp hơn 5 lần so với nhóm không tiêm. Nguy cơ nhập viện, điều trị và tử vong cũng thấp hơn lần lượt là 7,5 lần và 15 lần. Điều quan trọng là các chính phủ phải tập trung thúc đẩy việc tiêm chủng mũi tăng cường cho cộng đồng có nguy cơ cao nhất, tìm ra những người chưa được tiêm chủng, xây dựng bức tường miễn dịch hướng tới mục tiêu tiêm chủng 70%. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khẳng định chúng ta không thể coi COVID-19 là bệnh nhẹ, vì ngay cả khi tiêm vaccine rồi, con người vẫn có nguy cơ mắc bệnh, trong khi các biến thể mới vẫn đang tiếp tục xuất hiện. Vì vậy, việc tiêm liều tăng cường là vô cùng cần thiết trong việc bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước COVID-19. Bệnh sốt xuất huyết đang bùng phát tại nhiều tỉnh thành, trong đó có tỉnh Vĩnh Long đang diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng nhanh. Nhằm kịp thời khống chế, không để dịch bùng phát, ngành y tế tỉnh Vĩnh Long đang tích cực triển khai nhiều hoạt động chuyên môn, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, tình hình bệnh nhi sốt xuất huyết nhập viện tiếp tục tăng cao. Nếu trong tháng 6 năm 2022, tại khoa tiếp nhận hơn 30 trường hợp bệnh nhi sốt xuất huyết, thì trong tháng 7 vừa qua, số lượng tiếp nhận đã tăng hơn 2 lần. Hiện nay thì sốt xuất huyết số lượng tăng rất là nhiều. Thì do đó đối với cái khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long thì chúng tôi có chuẩn bị, thứ nhất là cơ số về chuẩn bị về thuốc, các cái dịch truyền cũng như các cái loại cao phân tử để đáp ứng cho cái tình hình số lượng bệnh sốt xuất huyết gia tăng hiện nay. Tính đến đầu tháng 8 năm 2022, toàn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận trên 1.400 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có gần 40 ca bệnh nặng và 2 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2021, số ca mắc cao gấp 4 lần và tăng 2 trường hợp tử vong. Toàn tỉnh phát hiện 283 ổ dịch sốt xuất huyết, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ. Để ngăn chặn sự lây lan của bệnh, địa phương đang triển khai các giải pháp dập ngay các ổ dịch sốt xuất huyết nhỏ trên địa bàn bằng cách phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành mang mầm bệnh, tổ chức chiến dịch diệt muỗi lăng quăng ở gần 30 xã phường có nguy cơ. Dự báo tình hình bệnh sốt xuất huyết sẽ còn phức tạp, chiều hướng ca bệnh sẽ tăng trong thời gian tới. Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn, tình hình xuất khẩu nông sản sang cửa khẩu biên giới phía Bắc hiện tại khá thông thoáng. Bình quân mỗi ngày có trên 150 xe xuất khẩu. Tổng số container còn tồn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn khoảng 300 xe. Nhu cầu tiêu thụ ở Trung Quốc tăng lên. Nhiều loại trái cây xuất khẩu của Việt Nam đang được các thương lái thu mua với giá cao hơn trước. Nhờ việc thông thương cửa khẩu phía Bắc thuận lợi, nhu cầu thu mua của thương lái trong nước cũng tăng cao hơn trước để đáp ứng tiêu thụ nội địa vào dịp rằm tháng 7 âm lịch. Sau khi mở cửa trở lại vào ngày 15 tháng 3, ngành du lịch đã phục hồi mạnh mẽ. Tính đến hết tháng 7, thị trường nội địa đã đón trên 70 triệu lượt khách, vượt chỉ tiêu đề ra cho cả năm. Tuy nhiên, thị trường quốc tế chỉ mới qua gần 1/5 chặng đường dẫn tới mục tiêu 5 triệu lượt khách, còn nhiều thách thức để đạt được mục tiêu khách quốc tế như kỳ vọng. Theo ghi nhận, khách quốc tế đến Việt Nam tăng từng ngày, tháng sau cao hơn hẳn tháng trước. Thời điểm này, ngành du lịch đã đạt trên 1 triệu lượt khách. Dù trông chờ lượng khách tăng nhanh vào mùa cao điểm khách quốc tế từ tháng 9 tới, tuy nhiên mục tiêu 5 triệu khách vẫn là con số khá tham vọng. Cái việc mà chúng ta đạt mục tiêu 5 triệu lượt khách thì cũng là một con số rất là khó khăn. Tuy nhiên thì nó cũng có thể là chúng ta đạt được trong cái điều kiện thứ nhất là cái việc thị trường khách Trung Quốc, thị trường khách Hàn Quốc, khách Nhật Bản vào cuối năm nay khi các nước họ mở cửa. Có những chuyên gia nhận định nếu ngành du lịch Việt Nam chỉ đón 4 triệu lượt khách, nhưng doanh thu bằng với mức 5 triệu khách là tín hiệu tích cực.
Song chính sách visa chưa thực sự thông thoáng, giới hạn miễn 15 ngày khiến các đơn vị lữ hành khó khăn khi thu hút dòng khách có chi tiêu cao đến từ những thị trường xa. Để thu hút khách quốc tế cũng đòi hỏi các doanh nghiệp du lịch tiếp tục bổ sung nguồn nhân lực, đào tạo tại chỗ lực lượng lao động hiện có để nâng cấp chất lượng dịch vụ. Ngoài ra cần có kế hoạch xây dựng sản phẩm mới, nâng cấp sản phẩm cũ, mang đến trải nghiệm mới cho du khách. Câu chuyện xâm phạm bản quyền trong lĩnh vực mỹ thuật không còn là vấn đề riêng của tác giả mà đã trở thành vấn nạn thời gian qua. Hệ lụy của nó làm giảm giá trị thị trường mỹ thuật, đánh mất niềm tin từ các nghệ sĩ, nhà sưu tập và công chúng. Thiếu nữ bên Hoa Huệ là một trong những tranh bị sao chép, làm giả nhiều nhất của danh họa Tô Ngọc Vân. Trên nhóm Facebook, phản đối xâm phạm bản quyền hội họa liên tục đăng tải những thông tin về các vụ việc xâm phạm bản quyền tác giả trong lĩnh vực mỹ thuật. Mới đây nhất, bức tranh Sơn Dầu Một Ngày Như Thế của họa sĩ Bùi Văn Tuất cũng đã bị sao chép lại và rao bán ngang nhiên ở Hà Nội. Họa sĩ Phạm Chính Trung cũng vừa phát hiện bức tranh Sơn Mài của mình bị sao chép gần như hoàn toàn như thế này. Ông chia sẻ, bức tranh này cửa hàng mua về chỉ có giá chưa đến 4 triệu đồng, trong khi bức tranh Sơn Mài thật của ông được định giá đến 4.000 đô la. Cái người mua tranh, họ đưa cái bức tranh mà sao chép của tôi lên mạng để bán. Thì các sinh viên của tôi, họ thấy trên mạng và họ chụp lại màn hình gửi cho tôi. Thì tôi mới biết rằng là tranh của tôi đã bị chép. Và kèm theo đó thì biết được cả cái nguồn gốc là ở địa phương nào chép. Thế nhưng mà không biết người chép là ai. Nó lai dai từ rất lâu rồi và nó giống như là cái việc mình bắt cóc bỏ đĩa. Nó cứ khi mà làm rầm rộ lên thì lắng xuống được một thời gian, sau đấy thì lại có rất nhiều những cái vụ vi phạm. Vấn nạn đạo tranh xâm phạm bản quyền tác giả trong thị trường mỹ thuật Việt Nam đã trở thành căn bệnh trầm kha, gây bức xúc cho cộng đồng yêu nghệ thuật nhiều năm qua. Ngoài việc sao chép y chang bản gốc rồi trà trộn vào thị trường bán với giá cao, nhiều tác phẩm còn bị in ấn lên quần áo, vẽ tranh tường trang trí, dùng vào các hoạt động thương mại. Theo các nhà chuyên môn, chưa có mức xử lý đủ răn đe đối với những trường hợp vi phạm bản quyền. Công tác giáo dục về vấn đề này cũng chưa thực sự được quan tâm. Thưa quý vị, thông tin mới từ vụ sinh viên ngộ độc tử vong. Đại diện Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết hai sinh viên bị ngộ độc rượu đang được điều trị tại đây là nam NVT 19 tuổi, nữ LTNH 20 tuổi đã có sức khỏe ổn định. Trước đó ngày 5 tháng 8, T và H nhập viện trong tình trạng ngộ độc rượu nặng, nồng độ methanol cồn công nghiệp trong máu rất cao. Cả hai đều hôn mê nên được chuyển vào khoa hồi sức tích cực và chống độc, đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu. 4 bệnh nhân còn lại trong vụ việc đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ ngộ độc này. Bước đầu, chủ quán nhậu trên đường Tăng Nhân Phú, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức khai nhóm 8 người nhậu trong quán trên đã lấy 5 lít rượu có sẵn tại quán pha với nước ngọt và uống hết. Sau đó, cả nhóm giải tán ra về. Thưa quý vị và các bạn, số cuối cùng của game show quê mình xứ Quảng mùa thứ 6 vừa được tổ chức tại xã Đại Lãnh, xã miền núi nằm ở phía tây của huyện Đại Lộc. Game show có sự tham gia của đội chơi Vu Gia gồm đại diện của các thôn Hà Dục Tây, tỉnh Đông Tây và Hà Dục Đông và đội Sông Con gồm đại diện của các thôn Đại An, Hà Tân, Tân Hà và Hoàng Phước Bắc. Hai đội chơi đã trải qua 4 phần thi lần lượt là Vui Cùng Nhà Nông, Khế Tay Giỏi Nghề, Kiến Thức Nhà Nông và Nhà Nông Đua Tài. Chương trình với các phần thi được thiết kế khéo léo, khai thác sự đa dạng và độc đáo về văn hóa và đời sống, phản ánh cuộc sống tinh thần của người dân địa phương thông qua sự trình diễn ấn tượng, các điệu múa, hò vè, lời ca, tiếng hát. Trong đó, các phần thi về những trò chơi dân gian, thi nghề đã tạo không khí cuốn hút, vui tươi không chỉ đối với chính những người chơi mà còn lan tỏa đến tất cả những người tham dự. Trong phần thi khéo tay giỏi nghề của game show quê mình xứ Quảng, hai đội chơi Vu Gia và Sông Con của xã Đại Lãnh cùng trổ tài gói bánh ít lá gai, một loại ẩm thực đặc sắc mang đậm nét văn hóa truyền thống của cộng đồng dân cư nơi đây. Hấp dẫn và đầy gây cấn, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của bà con nhân dân, đó là phần thi nhà nông đua tài. Phần thi này thể hiện sức khỏe, sự nhanh nhạy, dẻo dai và phối hợp đồng bộ của các thành viên ở hai đội chơi. Những trò chơi dân gian truyền thống của địa phương tạo nên sự vui nhộn lan tỏa đến đông đảo người xem. Đấy là chủ yếu để tạo niềm vui cho chương trình, cho thôn xã mình có chương trình để phấn đấu và chơi thật là vui, mang tính là giải thao giải trí thôi, còn về phần thưởng thì có để tạo động lực cho mọi người thôi, chứ còn thì chắc là bên nào thắng cũng không quan trọng. Và chúng tôi tổ chức tuyên truyền vận động
nhân dân thành lập hang đậu chơi, tham gia tập luyện rất là tích cực, rất là nhiệt tình, trong thời gian qua rất là thường xuyên, để hôm nay có một được cái phần thi tổ chức game show rất là phong phú, thành công, vui vẻ, được nhân dân là hưởng ứng cổ vũ rất là nhiệt tình, tạo cho cái động lực nhân dân thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới trong thời gian đấy. Chương trình là sân chơi lành mạnh và bổ ích dành riêng cho bà con nông dân do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức thực hiện. Qua sân chơi này góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh về mảnh đất con người, đồng thời nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con nông dân nơi đây. Đây cũng là lý do mà những nhà tài trợ cùng đồng hành với chương trình suốt thời gian qua. Thông qua những cái sân chơi như thế này và cái chương trình game show quê mình xứ Quảng thì nhãn hàng phân bón Mặt Trời Mới đã có điều kiện tiếp cận gần gũi với bà con nông dân, và đặc biệt là hình ảnh của công ty và sự kết nối với bà con nông dân là cũng rất là gần gũi, tuyệt vời. Đoàn QRT đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và địa phương, chúng ta đã xây dựng một cái chương trình có thể nói là rất tuyệt vời, đảm bảo về mặt chất lượng, thời lượng cũng như nội dung bên trong. Đây là một sân chơi có thể nói là rất vui tươi bổ ích, một đoàn văn hóa và người hết sức là tạo một cái điều kiện để cho người nông dân sang những nhà sản xuất lao động mệt nhạt, giúp cho bà con nông dân Đà Lộc không những phát triển về mặt vật chất mà nâng cao đời sống tinh thần của mình. Có thể nói nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức hội nông dân cùng các ngành đoàn thể, sự quan tâm hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc, chương trình Game Show Quê Mình Xứ Quảng mùa thứ 6 được tổ chức tại xã Đại Lãnh diễn ra rất thành công. Đây cũng là dịp để quần chúng nhân dân địa phương có cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong đời sống văn hóa, lao động sản xuất, nắm bắt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và truyền thống lịch sử văn hóa địa phương. Chúng ta cùng chuyển sang những thông tin trên thế giới. Thưa quý vị, liên quan tới tình hình căng thẳng tại dải Gaza gây nhiều thương vong trong những ngày qua, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các bên liên quan chấm dứt các hành động thù địch để tránh thêm thương vong cho dân thường và cần tuân thủ các nguyên tắc của luật nhân đạo quốc tế. Bà Linh Hattin, điều phối viên về nhân quyền của Liên Hợp Quốc phụ trách các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, cho biết tình hình nhân đạo tại dải Gaza vốn đã xấu nay càng tồi tệ hơn do sự leo thang bạo lực mới đây. Đại diện Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel ngay lập tức cho phép Liên Hợp Quốc và các đối tác nhân đạo vận chuyển nhiên liệu, lương thực, vật tư y tế và đưa nhân viên nhân đạo vào Gaza. Trong khi đó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Trung Quốc, Pháp, Na Uy và Ireland đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thảo luận về sự leo thang bạo lực hiện nay ở dải Gaza và biện pháp đạt được hòa bình. Kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự mang tên Hừng Đông nhằm vào dải Gaza, phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine đã bắn khoảng 400 quả rocket và đạn cối về phía Israel để trả đũa. Giới chức y tế Gaza cho biết đã có ít nhất 24 người thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em và hơn 200 người bị thương. Các vụ cháy rừng vẫn tiếp diễn ở châu Âu với mức độ nghiêm trọng đã ở mức cao thứ hai trong lịch sử, khiến nhà chức trách các nước phải duy trì mức độ cảnh báo cao, cũng như nỗ lực dập tắt các đám cháy. Trong những ngày qua, cháy rừng đã vượt ngoài tầm kiểm soát ở khu vực Tây Bắc Tây Ban Nha, tiến gần sát khu dân cư, buộc ít nhất 700 người dân sở tại phải đi sơ tán. Đám cháy tại Porro hiện đã thiêu rụi 800 hectare rừng, khiến nhà chức trách tỉnh Galicia phải nâng mức cảnh báo lên cấp 2. Hiện cơ quan thời tiết Tây Ban Nha đã phát cảnh báo cháy rừng trong cả nước trong bối cảnh nền nhiệt trung bình đã ở mức cao hơn năm ngoái. Khu vực miền Nam Serbia cũng đã trải qua tình trạng cháy rừng, khi cháy rừng đã hoành hành trên bán đảo Balkan trong tuần thứ 3 liên tiếp. Nhà chức trách sở tại đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp khi 50 hectare rừng đã bị thiêu rụi, gây khói bụi bao phủ một ngôi làng gần đó. Còn tại Cộng hòa Séc, sau nhiều ngày nỗ lực, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy hoành hành tại khu vực rừng quốc gia miền Bắc nước này, vốn thiêu rụi khu vực hơn 5.600 hectare kể từ hôm 24 tháng 7. Lực lượng cứu hỏa đến từ Ba Lan, Slovakia và Italy cũng đã tham gia dập tắt đám cháy này. Ngày 7 tháng 8, Hàn Quốc đã phải sơ tán khoảng 1.000 người ở thủ đô Seoul sau khi một thanh niên đe dọa sẽ cho nổ tung tổ hợp thể thao Tramsin ở phía nam thành phố này. Đối tượng dọa đánh bom tự nhận là một chiến binh của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và đã đăng bài đe dọa sẽ 3 lần cho nổ bom tổ hợp thể thao nói trên. Ngay sau khi nhận được thông tin, cảnh sát Hàn Quốc đã điều 14 xe cùng 58 nhân viên đến sơ tán khoảng 1.000 người đang chuẩn bị cho lễ hội du lịch hàng năm Seoul PETA. Các tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp đang tập luyện tại đây cũng đã nhanh chóng được đưa đi. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra sau đó không tìm thấy bất cứ thiết bị nổ nào.
Lần theo địa chỉ IP của bài đăng, cảnh sát xác nhận đối tượng tầm 20 tuổi sống tại khu vực Goian ở phía bắc thủ đô Seoul và có vấn đề về tâm thần. Vì thế, cảnh sát không phát lệnh bắt giữ. Trong quá trình khai quật thành phố cổ Pompeii ở miền Nam Italy, các nhà khảo cổ đã khám phá thêm một số di tích mới chứa nhiều cổ vật có giá trị, được đánh giá sẽ giúp hé lộ thêm thông tin quan trọng về thành phố có niên đại hơn 2.600 năm này. Các nhà khảo cổ đã phát hiện 4 căn phòng mới trong một căn nhà đã được khai quật trước đó, chứa lượng lớn cổ vật được sử dụng bởi một hộ gia đình trung lưu. Nơi ghi nhận phát hiện mới này được đánh giá từng là khu vực dân cư lớn nhất ở Pompeii. Pompeii là thành phố cổ được thành lập từ thế kỷ thứ 6 đến thứ 7 trước công nguyên tại Italy và cách thành phố Napoli hiện nay khoảng hơn 20 km về phía đông nam, với dân số khoảng 13.000 người. Tuy nhiên, vào năm 79 sau công nguyên, thành phố này đã bị chôn vùi sau một đợt phun trào núi lửa với tác động được đánh giá là ngang bằng nhiều quả bom nguyên tử. Phế tích Pompeii được phát hiện từ thế kỷ thứ 16 và tới nay khoảng 2/3 trong tổng số 66 hectare diện tích của Pompeii đã được khai quật. Với giá trị lịch sử cao, Pompeii được công nhận là di tích lịch sử thế giới UNESCO và cũng là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất tại Italy hiện nay. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới hôm nay. Tiếp tục chương trình là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 70 đến 95%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm từ 65 đến 93%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 63 đến 92%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm từ 70 đến 95%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm từ 68 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm từ 68 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Mà Rau mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm từ 68 đến 98%, gió nhẹ.